Đỗ Đức Hiền kính chào quý vị, và ngày hôm nay là buổi chiều ngày mùng 6 tháng 7 năm 2016, và clip này chúng tôi trân trọng giới thiệu bức tranh Bách Điểu, bức tranh khảm Bách Điểu khảm đặc sắc, và bức tranh này sẽ đang được chuẩn bị đóng gói để chuyển vào quận 8 Sài Gòn. Anh là một khách hàng quen đã từng lấy rất nhiều đồ của chúng tôi, và hôm nay thì anh quyết định là đặt cọc để lấy ở chiếc tranh Bách Điểu này. Tuy nhiên vừa nãy thì do là anh mới nhắn tin là anh muốn lấy bức tranh Bách Điểu ngày 29 tháng 1 năm 2016. Thì thực tế ra là chúng tôi là làm những cái bức tranh này là cùng một mẫu và cùng một tốp thợ làm, cho nên giống nhau như đúc. Và tôi vừa kiểm tra lại thì bức tranh này có cải tiến hơn một chút là cái phần hoa văn ở bên diềm là tôi đã làm mềm mại hơn theo góp ý của khách hàng, cho nên còn cái phần khảm bên trong thì giống y hệt không khác một tí gì. Để quý vị quan sát là và càng ngày càng làm kỹ hơn và đẹp hơn. Và bức tranh Bách Điểu thì tượng trưng cho một cái sự viên mãn. Ngoài cái phong cảnh để ta thấy là cái phong cảnh nó thiên nhiên, nhưng mà cái tượng trưng của 100 chú chim thì nói đến là nếu 10 đã gọi là thập toàn, tức là đã là toàn vẹn rồi, nhưng mà 100 thì mình hiểu theo nghĩa là 100%, nghĩa là không còn gì để nói nữa, và cái gì cũng gọi là cái hạnh phúc cũng như là cái điều lành là viên mãn. Thực ra thì những cái đề tài là Bách Điểu hay Bách Nhi hay là Bách Phúc vân vân là những cái đề tài truyền thống, và đây là do các cụ đã có ẩn ý trong cái đề tài này. Và hiện nay là chúng tôi cứ khai thác mẫu cổ để làm lại, chứ cũng không đủ trình độ để sáng tác ra mẫu mới. Tuy nhiên là mẫu cổ thì không phải ai cũng có điều kiện để khai thác được. Đồng thời là cũng phải có những cái đội ngũ thợ phải hết sức là cao thủ thì mới gọi là đi theo được cái đường nét ngày xưa của các cụ. Thì ngoài cái chuyện là nguyên liệu là ốc là chính, ngoài ra còn có cửu khổng, sắc vàng, sắc trắng, tai, tức là rất nhiều, cho nên nó mới đủ tạo nên 7 sắc cầu vồng là đỏ, da cam, vàng, lục lam, tràm, tím. Quý vị nhìn thấy đây là màu sắc rực rỡ và hàng ngàn hàng vạn chi tiết. Có thể nói là chúng ta ngắm những cái bức tranh khảm của Đỗ Đức Hiền thì ngắm ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác cũng chưa bao giờ hết được. Giống như ta nhìn những hình ảnh những chú chim này, ta nghĩ đến những chú chim thiên đường với những bộ lông sặc sỡ, hàng ngàn hàng vạn màu. Và cái thú vị nữa là chúng ta đứng ở góc này thì màu khác, mà ra góc kia lại màu khác, và đường nét thì tất cả là sắc nét vô cùng. Thậm chí ở những chú chim to đến cái vành mắt chúng tôi còn lại đưa một miếng khác vào đấy, quý vị nhìn thấy cái mắt nó long lanh, nếu như đang cùng một miếng thì không long lanh được, nhưng đây là một miếng khác. Đấy là một ví dụ thôi. Còn ngoài ra hàng ngàn hàng vạn các chi tiết khác, hay là những chú chim nhỏ thôi nhưng mà nó cũng đủ 7 sắc cầu vồng luôn đây, và nó nét đến từng cái móng tay móng chân luôn. Và ở đây là đủ chẵn đúng 100 chú chim, và quý khách đếm thì rất là mỏi, bởi vì là đếm chỗ này nó lại tuột chỗ kia. Bản thân chúng tôi đã kiểm soát rất kỹ trong phần mẫu rồi, không hơn kém đúng 100 chú. Và ngoài 100 chú chim ra thì ở đây còn có những cái loài cây như là cây tùng, cây trúc, cây hoa sen, rồi thì cây phù dung vân vân. Chính những cái loài cây này cũng tượng trưng cho tứ quý bốn mùa, nó tượng trưng cho tứ quý bình an. Và đến cái phần phụ của nó là những cái phần diềm đây, là những cái hoa chanh để bám để trang trí thêm, nó cũng hết sức là rực rỡ luôn. Nếu muốn nói sự rực rỡ chỉ cần quay cái diềm này thì là phần phụ, chúng ta có thể đoán được cái phần chính nó còn đẹp như thế nào. Giống như thủ pháp nghệ thuật là đại vừa thi hào Nguyễn Du đã tả Thúy Vân đã rất đẹp, nhưng đến Kiều thì lại còn tài sắc mặn mà hơn. Thì cũng như vậy thì ở đây là cái phần khung còn long lanh như thế này, thì hỏi rằng bên trong làm sao mà không rực rỡ.
đây ví dụ như là tạm dừng lại ở một cái đoạn cành cây gốc cây thôi, hay có những cái cành cây nó đỏ rực tía như dáng chiều như thế này, mà rất tiếc là trong khi quay phim nó không lên được đầy đủ hình ảnh, không lên đủ màu sắc như là thực tế. Tôi đã thử nghiệm rồi, cái mắt mình nhìn thấy nó đủ lắm, nhưng khi vào máy quay những cái miếng nào mà rực rỡ nhất thì nó sẽ bị lóa lên. Và cái tranh nhiều ốc thì đặc điểm là trong nhà quý vị chỉ cần bật một cái ngọn đèn rất là nhỏ thôi, không cần phải nhiều, thì nó đã đủ sáng rực rỡ lên rồi, nó như thắp điện ở trong vậy. Và bây giờ tôi đi lùi ra xa để quý vị nhìn thấy toàn cảnh. Hiện đây là bức tranh bích điểu đang phía trước và đằng sau nó. Bức tranh bích điểu này là cao 1m14 và dài 2m17. Còn đằng sau nó chính là bức tranh, cũng là tranh khảm Vinh Quy Bái Tổ, cao 1m27 và dài 2m53. Cho nên quý vị nhìn thấy đây, đây là hai bức. Chính xác là đây là ba bức chứ không phải là hai. Bởi vì bên trong này, đây tôi quay chiều nghiêng quý vị thấy này, đây là một bức này, đây là hai này, và bên trong này lại còn một bức nữa. Bên trong bức trong này cũng chính là bức bái điểu, nhưng mà một quý khách ở số 52 phố Bồ Đề ở Gia Lâm thì anh chị đã về và đã ký từ cách đây lâu rồi, lúc anh chị bắt đầu làm nhà đã về. Và tôi quay thêm một chút ở phía sau để báo cáo quý khách là tất cả những cái tranh khảm của chúng tôi ấy, thì những cái tranh khảm lớn đều được đánh keo và dán dán vải ở phía sau. Sau khi cái ván nó được làm khô kiệt thì là cái này là được làm đánh keo vào ở trong này để bảo vệ cho cái phần gỗ, là nó không bị co ngót. Và cũng có lẽ phải giới thiệu thêm một chút là ngoài kỹ thuật khảm điêu luyện và cực nét như quý vị vừa thấy ấy, thì cái kỹ thuật hoàn thiện của chúng tôi cũng có một cái nét đặc sắc mà không trộn lẫn với ai. Có nghĩa là tất cả cái phần gỗ đây là màu gỗ hoàn toàn trần nguyên của gỗ vụ, chứ không hề có một tí màu bên ngoài nào. Chính vì thế cho nên là quý vị nhìn, sau khi mà nhìn cái phần khảm đã đẹp, nhưng mà nhìn gần lại ạ, vì thấy là nó có một cái màu nâu nhẹ ở phía sau và có những cái vân gỗ nó rất là tự nhiên. Đây, nó chính cái vân gỗ này nó cũng tham gia vào cái vẻ đẹp của bức tranh, nó như là cảnh trời mây xa xa vậy. Và đồng thời là do là màu gỗ là hoàn toàn nguyên bản gốc, cho nên không phải dùng màu bên ngoài vào. Chính vì thế tất cả các cái chi tiết của khảm của Đức Hiền là đều trong vắt và hoàn toàn chỉ có màu bảy sắc cầu vồng của ốc của chai, chứ không bị dính bám bẩn lem nhem cái gì hết. Bởi vì nhiều cái sản phẩm nếu như không được đánh với một cái phương pháp cao nhất ấy, thì ở những cái chỗ này là nó cứ đọng ở những cái khe, nó cứ đọng những cái màu sắc ngoại lai vào, nó làm cho chúng ta thấy nó không được trong vắt và lem nhem và bẩn. Cho nên để đạt được một cái tác phẩm đi vào lòng người thì nó rất là công phu, từ cái khâu kỹ thuật hàng ngang, từ ván gỗ dày dặn, từ cái việc xử lý kỹ thuật, biết khai thác mẫu đẹp, biết cắt đẹp, biết đục đẹp, biết tỉa đẹp, và sau cùng là cái khâu hoàn thiện, nó cũng phải thật là có cái bí quyết nhà nghề thì mới có được một cái sản phẩm mỹ mãn. Và Đức Hiền thì xưởng khảm Đức Hiền là hoạt động liên tục và lúc nào cũng gối đầu nhau, bởi vì một cái sản phẩm này làm ra nó rất là lâu do nó quá nhiều công đoạn. Nhưng mà chúng tôi lực lượng thợ hùng hậu và làm quanh năm và lúc nào cũng có cơ số hàng dự trữ. Hiện nay những cái tranh như thế này chúng tôi vẫn đang tiếp tục sản xuất và cứ thỉnh thoảng thì lại xong được một tấm và tiếp tục đưa lên để báo cáo quý vị. Đây quý vị nhìn đây là hiện nay ở trong hai cái chồng này là đang là có 5 bức, thì trong đó có 2 bức bái điểu và 3 bức Vinh Quy Bái Tổ. Và trong này á, thì như vậy về cái phần giới thiệu này tôi đã xong. Đây là bức bách điểu đi quận 8 Sài Gòn vào ngày mùng 6 tháng 7. Tôi chuẩn bị đóng gói luôn. Và bức này sẽ chuẩn bị chuyển vào quận 8 thành phố Hồ Chí Minh.
vào ngày hôm nay là mùng 6 tháng 7 2016. Và tôi sẽ tiếp tục đi vào trong này để báo cáo quý vị là trong này còn bức tùng hạc diên niên. Tôi bức tùng hạc diên niên này thì rẻ tiền hơn. Nhưng mà vừa nãy thì sau khi bác ở quận 8 quyết định lấy cái bức bách điểu thì cũng có một bác khác ở Hải Phòng cũng mới chuyển tiền đặt cho tôi để lấy bức tranh tùng hạc diên niên này rồi. Bức tùng hạc diên niên này là kích thước 1m x 2m và với giá là dưới 20 triệu. Còn cái bức bách điểu lúc nãy thì là trên dưới là khoảng độ 30 triệu hơn một chút. Cho nên là bức này thì về mẫu cũng rất đẹp, nhưng mà nói thật là về cái màu sắc cũng như các cái một số các chi tiết phụ thì sẽ phải là thua bức kia. Về cái mức tiền nó chênh lệch cũng đáng kể. Tôi lấy ví dụ nhỏ thôi, ngay như cái diềm này thôi, quý vị nhìn thấy đây, đúng là gọi là mức đầu tư nó phải tương xứng. Cái này thì chả xấu gì, nhưng rõ ràng là cái diềm này là làm là không thể bằng cái bức bách điểu được rồi. Nếu như bức bách điểu thì là cả diềm trong diềm ngoài là đều dùng hoa chanh đây, nhưng mà ở cái bức này do đầu tư nó bị giảm đi, cho nên chỉ có cái phần bên ngoài là hoa chanh thôi, còn bên trong này là đã làm cái một cái lượt hoa chanh đơn, còn bên ngoài là hoa chanh kép. Này, nhìn hoa chanh kép còn đẹp hơn hẳn ngay. Còn đây là các chi tiết bên trong thì cũng vẫn rất đặc sắc. Và cô Đức Hiền có một cái khả năng là tuy hàng không nhiều tiền lắm nhưng mà cũng vẫn đảm bảo sạch sẽ. Cái này là chúng tôi học theo hãng Honda. Dù cái xe có thể 70 triệu rất là nổi tiếng, nhưng mà cái xe độ 13, 17 triệu cũng đã bắt đầu đi được rồi để phục vụ cho đại chúng. Thì báo cáo quý vị là bức tranh tùng hạc diên niên này là chúng tôi đang còn 2 tấm. Trong đó thì một anh tên là Mạnh ở Hải Phòng, anh mới vừa chuyển tiền đặt để đặt cọc lấy 1 tấm. Và hiện nay trong cửa hàng của tôi vẫn còn 1 tấm nữa như thế này, kích thước khoảng 1m x 2m. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm. Hiện nay clip chúng tôi đang quay ngày chiều ngày 6 tháng 7 năm 2016 và quay tại tầng 1 khu B của chúng tôi. Nơi đây cả hai khu chúng tôi là 2000m² với hàng nghìn sản phẩm đủ các kiểu các dạng. Kính mời quý khách bớt chút thời gian truy cập vào đồ gỗ đức hiền.com hoặc về đồ gỗ Đức Hiền với cái địa chỉ là làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Hoặc là quý vị cần hỏi giá hay hỏi các cái vấn đề chi tiết thì điện về 0984 666 999 hoặc nhắn qua Zalo Viber theo số 0967 666 111. Chúng tôi xin tạm biệt quý vị tại đây.